Việt Nam 03-50 rút ngắn ngày 18.2, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tân Bằng, cách Thới Bình, Cà Mau, khiến một bé gái 14 tuổi tử vong tại chỗ. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, Cao Kim Ngân, 14 tuổi, thường trú tại ấp Tân Bằng, xã Tân Bằng, điều khiển xe máy BS69F83954, chở mẹ ruột. Ngân chạy xe từ hướng xã Tân Bằng về xã Biển Bạch Đông, cách Thới Bình. Khi chuẩn bị lên cầu Chuẩn Vong thì xe máy bị tuột dốc, ngã xuống. Ngân va đầu vào đá ở dốc cầu, tử vong tại chỗ, mẹ của Ngân bị thương nhẹ. Theo cơ quan chức năng cách Thới Bình, khi tham gia giao thông, cả Ngân và mẹ đều không đội mũ bảo hiểm. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Trước đó vào ngày 16.2, cũng ở xã Tân Bằng, ở Thới Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người tử vong tại chỗ.